Nhiều tháng nay, người dân sinh sống trên tuyến đường nối từ quốc lộ 1A đi thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, phải chịu cảnh đường xá mưa là lầy lội, nắng thì bụi mịt mù. Người dân địa phương cho biết, tuyến đường thảm nhựa dài khoảng 3,5 km này trước đây rất đẹp, bà con đi lại thuận lợi. Nhưng kể từ khi được cho mượn để vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đã bị băm nát. Là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch, nối liền quốc lộ 28 đến trung tâm xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tuyến đường Ma Lâm Thuận Minh cũng đang bị sụt lún nghiêm trọng do việc các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết gây ra. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Bình Thuận có tới 44 đoạn tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp do việc vận chuyển vật liệu thi công hai tuyến đường cao tốc gây ra. Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, trước khi triển khai thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện có cao tốc đi qua đã thỏa thuận với các ban quản lý dự án. Sau khi mượn các tuyến đường dân sinh để vận chuyển vật liệu, thì phải hoàn trả lại nguyên trạng như ban đầu hoặc tốt hơn. Vậy nhưng, dù hai tuyến đường cao tốc đã đi vào sử dụng từ nhiều tháng nay, nhưng nhà thầu, đơn vị thi công vẫn thất hứa với chính quyền và người dân. Mới đây, tại buổi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tỏ ra bức xúc khi chứng kiến cảnh người dân phải đi lại trên những con đường bụi bặm, lầy lội,